Chào cô chú anh chị và các bạn dân xa đến trên kênh của ngày hôm nay á. Thì là hôm nay thì em có đến cái đội tuyển của anh Tâm thì đã nó có công an rồi một thời bắt cũng đến tre. Hôm nay tiếp tục cùng với anh Tâm có lên giao lưu một số cái này giống mình biết tính cho mình lại nè. Thầy nó hai lần được cho chú anh chị mình sẽ tết 2025 luôn. Và giá cũng hữu nghị lắm cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị mình đã xem thấy cây này hợp lý thì ủng hộ cây này của anh Tâm nha. Lắm thời gian nữa ha. Mà cô chú anh chị mình chào gặp luôn anh Tâm, anh Tâm chào tiếp tục giao lưu luôn nha. Chào em, chào anh Tâm nha. Dạ, chào bạn, chào cô chú chị em xem kênh. Nay em cũng có lên một số mai giống như siêu bông bình lợi với thọ thương với nhị ngọc toàn á. Dạ. Thì hôm nay tiếp tục mã số 1T. Rồi quay lại mã số 1T. Dạ, nha. Mà một cái siêu bông bình lợi. Lung lực. Hôm nay đám ma mình nay có vô dây rồi ha. Dạ. Rửa thơm tàn rồi rất là đẹp ha. Rất nụ. Còn ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Cái này số lượng bên vườn cũng còn khá khá, cô chú anh chị muốn mua sỉ bán lại á cái alo cho vườn ha, vườn sẽ có giá sỉ cho cô chú anh chị mình nha. Và cho em xin thông số cái này luôn anh Tâm ha, hoành được 19 rồi, cũ quá trời đã luôn. Cao 62, giá ngang nó 71, cây 1T vô lưu là 1 triệu nha. Rồi, cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 2T. Mã số 2T đó là một cây siêu bông bình lợi nha. Cũng có được nha, cô chú chị ha. Nụ thì nhiều ha. Nói chung ngày Tết thì mình phá ra cái tàn dày, cái nào dày bông nó cũng lít lắp kính nè cô chú anh chị ha. Thì cũng vậy thôi, nó hơi trống tí xíu bên đây. Mà nói chung thì bông cũng ok. Mình kinh tế mình khó, mình đẹp hơn tí xíu thì mình chơi mấy cái này ha, cũng ok á. Rồi thông số nó ha, hoàn được 18 rồi, cao 84, cái ngang nó 73, cái 2T nha em giao lưu là 600. Rồi tiếp theo cây mã số 3T. 3T cũng là một cây siêu bông bình lợi nha. Mình được 15. Cao nó 79. Cái ngang nó 83. Cây 3T nằm vô luôn là 600. Số 4T cũng là một cây siêu bông bình lợi. Cái này lùng lực lắm. Không sót này luôn ha chị ha, ha. Hoành được 18. 18 ha, nguyên cái bệ đế quá trời. Cao nó 69. Cái ngang nó 68. Rồi. Cây 4T nhô lưu là 700 nha. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 5T cũng là một cây siêu bông bình lợi nha. Nút nụ cũng lên chứ. Lên đều gan nụ trơn cô chú chị ha. Không có gì em cái này đâu anh ha. Mình được 16. Cao 73. Cái ngang nó 71. Cây 5T này em vô là 650 nha. Rồi, số 6T cũng là một cây siêu bông bình lợi nha. Cái này tàn còn nhỏ nhỏ chứ nút nụ dữ luôn. Tàn không đầy nhưng cái nụ ok. Ok rồi là ok cái nụ. Không ngon lành. Chăm sóc cái này luôn nha. Mình được 19. Nụ ngon. Nụ mướt, nụ kháng nụ nha cô chú chị ha. Cao 71. Cái ngang nó 67. Cái 6T vô luôn là 600 nha. Mã số 7T cũng là một cây siêu bông bình lợi nha. Cây này thân lát cô chú anh chị, cái tàn cũng khá là kẹo cô chú anh chị. Đó, đẹp đẹp đó cô chú anh chị. Tinh vàng để ngon lành nha. Thì bông nụ, bông nó từ 4, 6, 7 bông nụ luôn cô chú anh chị nha. Thoải mái, không chậm nha.
Rồi thông số này ha. Mình được 16. Rồi. Cao 73. Tấn ngang là 64. Cái bãi T này em vô luôn là 700. Nó số, nó số 8T là một cây cây cơ thọ hương. Nhiều nụ nha cô chú anh chị ha. Đây là nụ bao cho Tết nha. Tập cho không tốt rồi nha. Hoành được 15. Rồi. Cao 71. Cao ngang là 75. Cái 8T nhau luôn là 400. Rồi, cái đúng. Cái cây mã số 9T. Mã số 9T, một cây siêu bông Sài Gòn nha. Dạ. Nút nụ cũng lên, nút nụ kia lên. Hoành được 15. Cao 88. Có ngang là 75. Cây 9T nhau luôn là 600. Rồi T cũng là một cây siêu bông Bình Lợi nha. Cái lùng lực. Nước nụ lên mập mập bóng lưỡng. Hoành được 19. Cao 75. Cái hàng nó 78. Cây 10T này anh Du là 800. Cây này cây cuối clip của em ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn cô chú chị em xem cơm ủng hộ. Em xin cảm ơn. Cảm ơn cô chú chị đã theo dõi.